Ban Đầu xin chào các bạn nhé. Sau những ngày mà chống corona thì toàn quốc chúng ta trong những ngày nắng oi bức, nói chung là năm nay là cực kỳ gấp nóng, không phải riêng thành phố Cần Thơ mà tất cả các nơi trong nước của mình nóng được quá. Thì tối hôm nay quan đầu đi ra ngoài xem thử tình hình phố xá như thế nào. Anh như các bạn thấy thì tình hình phố xá của Phan Thiết thì nói chung là mọi người vẫn đi đêm, mà có thể là đi cà phê hoặc là đi hóng mát, hoặc là có thể đi đưa các cháu đến những cái vườn chơi. Sau những ngày corona thì Phan Thiết trở lại bình thường, các bạn thấy là trên xem ra là có cái đàn Yamaha là coi như là đi chạy show đó các bạn. Hàng quán thì nói chung là cũng trở lại bình thường, nói chung nóng được quá. Đây là qua ngay của tượng đài chiến thắng đó các bạn. Nên mình đi ngược lại đường từ cầu Trần Hưng Đạo trở về TC Palace đó các bạn. Đi dạo một vòng cho nó mát, nóng quá, ở nhà nóng quá. Để thử nha, cho hai con chú cưng trong nhà. Thank you.
con cưng rồi bán cho những em thiếu nhi, bán đồ trẻ sơ sinh đó các bạn. Hay là quán cà phê tiếng xưa, quán cà phê tiếng xưa cũng đông rồi. Qua cái Sài Gòn Công Băng, Thế Giới Di Động, con đường này sẽ trở về cái khu vực của mình ở đó các bạn. Đây là cái con đường Hùng Vương xuống đến tới của Lotte Mart. Mình chạy thì cũng chậm chậm thôi cho nó mát, không khí nó nóng quá, nóng quá thì mình cũng dự định là coi như có thể là gần sáng, có thể gần sáng hoặc tối nay là mưa thôi. Bùng binh đèn buổi sáng, đây là giao lộ của Trần Hưng Đạo và con đường Võ Văn Kiệt đó các bạn. Sau những ngày corona, mình thấy là Phan Thiết sẽ bừng sáng lại. Đấy, con đường trẻ vào khu phố 11, cái khu phố mà nhà nghỉ đa số là các nơi người ta cũng tập trung về đây các bạn. Gần, cũng gần đến nhà mình rồi. Nếu như các bạn ở xa thì có thể là coi như là du lịch ở Phan Thiết, và nếu mà muốn ở một đêm nó rẻ tiền thì có thể là về cái khu phố của mình ở rẻ tiền nhé. Nhà nghỉ của mình đó các bạn, nhà nghỉ cấp 4 ở hai thôn cưng mình đón mình thôi. Tại mình đi liều mạng, đi không có đóng cửa. Xin chào các bạn nha.